Trong thời gian Bộ trưởng Nông lâm Ngư nghiệp Nhật Bản đến làm việc tại Việt Nam, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản JETRO đã tổ chức buổi đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp Việt Nam-Nhật Bản vào ngày 25 tháng 6 năm 2014 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, các doanh nghiệp đã thẳng thắn trình bày nhiều vấn đề còn vướng mắc khi hoạt động và kinh doanh tại Việt Nam. Đại diện cho câu lạc bộ doanh nghiệp thực phẩm Nhật Bản tại Việt Nam, ông Motoshiha Nakagawa, trưởng văn phòng thành phố Hồ Chí Minh của công ty luật Nagashima Ono và Tunemaso cho biết, các doanh nghiệp Nhật Bản đang rất bức xúc về chi phí khai báo, đăng ký nhập khẩu các loại thực phẩm gia công. Theo quy định của Việt Nam, phí đăng ký khai báo sản phẩm là 150.000 đồng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản phải chi trả từ 180 đến 250 đô la Mỹ cho mỗi lần đăng ký. Không phải một doanh nghiệp mà nhiều doanh nghiệp Nhật đã gặp tình trạng này. Nếu chỉ trả 150.000 đồng thì doanh nghiệp phải mất từ 3 tuần đến 1 năm mới nhận được giấy xác nhận. Còn nếu trả chi phí từ 180 đô la đến 250 đô la thì chỉ mất từ 1 đến 2 tuần. Theo Cục An toàn Thực phẩm, Thông tư 149 năm 2013 của Bộ Y tế quy định hai loại phí đăng ký khai báo sản phẩm. Thứ nhất là lệ phí cấp giấy chứng nhận công bố phù hợp với các yêu cầu thực phẩm với mức 150.000 đồng một giấy và lệ phí thẩm định hồ sơ với mức 500.000 đồng cho một sản phẩm bình thường và 1,5 triệu đồng cho một sản phẩm thực phẩm chức năng. Các loại phí và lệ phí này đều được thể hiện trên hóa đơn do cơ quan nhà nước phát hành. Ông Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm cho rằng, chi phí bị đội lên có thể do các doanh nghiệp Nhật Bản thực hiện đăng ký khai báo thông qua một đơn vị dịch vụ. Có thể một số doanh nghiệp là thông qua các tổ chức, các cái đơn vị dịch vụ. Và các đơn vị dịch vụ đó có thể người ta, chúng tôi cũng biết bởi vì người ta có thể thay mặt cho doanh nghiệp đến để làm việc. Thì chúng tôi vẫn làm việc theo đúng các quy định. Thế còn doanh nghiệp họ thông báo với lại các cái công ty rằng cái này là thời gian đòi hỏi như thế này hoặc chi phí như thế nào đó để làm tăng thời gian thì tôi... Đó là việc hoàn toàn của doanh nghiệp với đơn vị dịch vụ, chứ không liên quan đến đơn vị quản lý. Hoàn toàn không có việc là nộp thêm tiền thì làm nhanh. Bên cạnh chi phí, theo ông Motoshiha Nakagawa, quy định về thay đổi thông tin trên sản phẩm cũng đang gây khó doanh nghiệp. Nhiều trường hợp doanh nghiệp chỉ có một thay đổi nhỏ trên nhãn mác, bao bì cũng phải khai báo, gây mất thời gian và chậm trễ kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Đến khi được xác nhận thay đổi, doanh nghiệp cũng chưa biết mình có bao nhiêu thời gian để thay nhãn mác cho toàn bộ sản phẩm đang lưu thông trên thị trường. Việc sửa đổi những thông tin trên bao bì sản phẩm ngay khi được chấp nhận là việc không thể làm được, ít nhất là phải có thời gian thay đổi từ 6 tháng đến 1 năm. Nhưng hiện chưa có quy định cụ thể thời gian thay đổi liên quan. Thực tế, doanh nghiệp phải trao đổi với cơ quan thẩm quyền về thời gian thay đổi cho từng trường hợp. Việc này vừa mất thời gian, vừa tốn chi phí, nên chúng tôi đề nghị có quy định rõ ràng thời gian thay đổi thông tin. Trả lời vấn đề này, bà Trần Việt Nga, trưởng phòng pháp chế hội nhập Cục An toàn Thực phẩm cho biết. Trong thời gian này thì sẽ có rất nhiều doanh nghiệp thay đổi cái ghi nhãn của mình. Ví dụ như là các cái thông tin bắt buộc thì không thay đổi, nhưng có thêm những cái hình ảnh để hưởng ứng World Cup chẳng hạn thì có rất nhiều doanh nghiệp sẽ thay đổi như vậy. Và cái việc mà thêm cái hình ảnh và những cái giới thiệu về World Cup thì không ảnh hưởng đến cái các chỉ tiêu chất lượng, cái chỉ tiêu về an toàn của sản phẩm. Vì vậy chúng tôi không bắt buộc phải công bố lại và hoàn toàn cái kế hoạch thay đổi trong thời gian nào, thực hiện từ ngày nào đến thời gian nào kết thúc là hoàn toàn theo kế hoạch chủ động của doanh nghiệp. Liên quan đến nghi ngại của các doanh nghiệp Nhật Bản về việc có sự phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước khi xin cấp phép nhập khẩu một số mặt hàng thực phẩm, đại diện Bộ Công Thương khẳng định, chính sách pháp luật của Việt Nam không có chuyện phân biệt này. Có thể các cái công ty xin các cái giấy phép này thông qua một cái công ty dịch vụ, một đơn vị dịch vụ, một đơn vị tư vấn. Và khi họ không làm được, họ thông báo lại với quý vị với cái lý do như vậy. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý cũng không loại trừ khả năng một số cán bộ quản lý cố tình làm trái quy định để gây khó khăn cho doanh nghiệp. Do đó, phía Việt Nam kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản khi gặp vấn đề tương tự, hãy phản ánh cụ thể qua các đường dây nóng. Các cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc, làm rõ để đảm bảo môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp. Quá trình đóng góp cho cái luật doanh nghiệp sửa đổi lần này á, thì có ý kiến cho rằng là nên có một cái luật riêng đối với doanh nghiệp nhà nước, thì theo ý anh là ý kiến đó như thế nào? Chúng tôi thấy là chúng ta nhìn lại quá trình của hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta được quyền trong luật pháp quy định, thì khi mà nói như Châu nói nãy là khi mà chúng ta có cái luật công ty và luật doanh nghiệp tư nhân là nhà nước khẳng định rằng tư nhân có quyền kinh doanh. Còn trước đó là chúng ta chưa có luật đó, là
đúng rồi, không được, không được kinh doanh. Đúng rồi, người ta phải núp bóng cái này, núp bóng cái kia, hoặc là làm lậu, làm này, làm thể chế của chúng ta thôi, thể chế chúng ta thôi. Là khi có cái luật đó, chúng ta thấy rằng đây là một bước tiến. Khi đến khi chúng ta có luật doanh nghiệp thì rõ ràng là chúng ta tới một bước tiến thứ hai, là anh được quyền, tất cả mọi người, mọi thành phần kinh tế đều được quyền kinh doanh những cái gì mà nhà nước mà anh đăng ký. Tức là anh đăng ký cái gì thì anh được quyền kinh doanh trong cái đó thôi. Anh mà kinh doanh ngoài cái đăng ký là người ta cho anh là kinh doanh trái phép. Đúng rồi. Là có thể xử lý, hoặc là trong tranh chấp kinh tế, rồi là cái này nó phức tạp. Mãi tới bây giờ người ta đòi hỏi rằng anh kinh doanh cái gì luật pháp không cấm. Nó khác với cái gì là hồi xưa là anh kinh doanh cái gì anh đăng ký thôi. Mà bây giờ cái hướng bây giờ người ta mong muốn rằng luật sẽ thông qua là anh được quyền kinh doanh cái gì mà luật pháp không cấm, là một bước tiến nữa. Mặc dù trong hiến pháp ta ghi là ta quyền tự do kinh doanh, tức là ta có quyền kinh doanh những cái gì mà luật pháp không cấm, nhưng mà trước đó chúng ta chỉ mới được kinh doanh những cái gì ta được đăng ký thôi. Do đó nó mới rối là cái chỗ đó mà. Vâng. Và bây giờ người ta muốn thay đổi là thay đổi tới anh nâng lên một mực mức nữa, thoáng hơn nữa, mở hơn nữa. Đúng rồi. Vâng, để thể hiện cái quyền tự do kinh doanh của người ta. Nhưng mà theo cái quan niệm của tôi á, thì hiện nay thì những cái tư duy từ người dân cho đến là cán bộ công chức của chúng ta, cho nên các những cái người hoạch định chính sách đó, thì cái tư duy không còn là vấn đề trở ngại lớn nữa, mà chính là vấn đề có thể là thói quen. Những cái thói quen, vì trước đây chúng ta ví dụ như là chúng ta cấp giấy phép, tôi làm ở cơ quan giấy phép, tôi có thói quen là tôi được có quyền được cho người ta tới xin tôi rồi tôi cho người ta. Thì bây giờ là không phải như vậy nữa. Người ta có quyền tự do kinh doanh gì luật pháp không cấm, thì anh đăng ký cho tôi đi và tôi sẽ làm cái này, tôi có chứng chỉ hành nghề. Tôi nghĩ là cái chứng chỉ hành nghề thì chúng ta phải ủng hộ, đúng không anh tôi cứ tưởng tượng như thế này đây. Anh đi ra đường, anh đạp xe đạp thì anh chẳng có cần bằng lái gì cả. Đúng. Nhưng mà anh lên xe gắn máy là anh phải có cái bằng xe gắn máy. Anh lên ô tô là anh phải có bằng ô tô. Nhưng mà đã lên xe rồi, anh muốn đi đâu anh đi. Anh muốn quẹo phải theo đúng luật thì anh quẹo phải. Đúng. Anh muốn đi thẳng thì anh đi thẳng. Chứ không phải một lần anh muốn quẹo cái anh phải xin giấy phép. Đúng rồi. Một lần anh muốn quẹo nữa cái qua ngã ba cái anh phải xin giấy phép để anh quẹo trái, hay anh xin quẹo và quẹo phải. Thì thế là làm sao anh đi tới đường với người ta được? Trong do đó là chúng tôi khi mà người ta đã có một cái bằng lái rồi thì người ta lên xe người ta chạy theo cái lái mà đã cho họ chạy. Họ thế mà họ chạy, họ muốn quẹo trái, họ quẹo trái nếu không cấm, họ quẹo phải, họ quẹo phải nếu quẹo phải không cấm. Nói lại một chút xíu nữa là chỗ doanh nghiệp nhà nước. Thì trước đây chúng ta có luật doanh nghiệp, rồi có luật doanh nghiệp nhà nước, rồi luật doanh nghiệp nhà nước nó hết hiệu lực. Thì một số doanh nghiệp chúng ta không chuyển đổi kịp, thì nhà nước chúng ta mới chuyển mấy ông đó là công ty hoặc tổng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vậy đó, lại có cái trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Nói chung là cái đòi hỏi của xã hội đó đang phát triển theo cái tình hình của xã hội phát triển đó, mà chúng ta có những cái thể chế và cái thể chế hiện nay là nó đòi hỏi có một cái sự thông thoáng hơn, sự tự do hơn. Cái quyền tự do kinh doanh được thể hiện trong hiến pháp, nhưng mà để thể hiện cái quyền đó anh phải luật hóa và càng chi tiết, thực sự là người dân cũng như doanh nghiệp càng muốn càng chi tiết càng tốt. Đúng rồi. Càng chi tiết càng tốt, để có nghĩa là cái hành lang pháp lý nó phải có những hành lang pháp lý thông thoáng như thế nào, rõ ràng như thế nào, minh bạch như thế nào, để từ người dân cho đến doanh nghiệp người ta thực thi cái quyền đó. Cái đó là cái mà chúng tôi thấy là các doanh nghiệp ta quan tâm nhất. Tại vì thường là khi luật doanh nghiệp 2005 chúng ta ra đời là chúng ta thấy rằng nó có rất nhiều cái thoáng, rồi bỏ rất nhiều giấy phép con, nhưng sau đó càng lúc giấy phép con nó càng nở ra, càng nở ra. Người ta gọi như là nấm mùa mưa nó nở ra, và bộ nào cũng có giấy phép con, rồi thậm chí là địa phương còn muốn có giấy phép con của địa phương nữa. Thì rõ ràng là khi các doanh nghiệp người ta làm người ta kẹt. Do đó chúng tôi nghĩ rằng thống nhất ý kiến của anh Châu là phải kết gì rõ ràng, và cái gì trong luật không cấm là anh đừng có bẻ ra thêm. Còn nếu giả sử nhà nước cho phép thì tới mức cỡ chính phủ thôi mới đưa ra những cái gì gọi là được quyền, là quy định là cái nào phải xin giấy phép con, còn bộ là không được quyền. Chứ còn mạnh bộ nào nay hầu hết là các bộ khi người ta đưa giấy phép con để người ta tiện quản lý hơn là phục vụ cho doanh nghiệp. Đúng rồi. Mà là phục vụ cho họ. Điều này chúng tôi thấy rằng
luật doanh nghiệp bằng này chúng ta làm, thì nếu chúng ta quy định cái khoản này là giao cho chính phủ được quy định cụ thể, mà chính phủ đừng có ủy quyền gì cho ông bộ nữa, mà chỉ có quyền chính phủ mới được làm thôi, thì các doanh nghiệp người ta được nhờ ghê lắm. Đúng rồi. Chẳng hạn như là người nói là tại sao chúng ta giao cho cái tự do hóa trong cái quyền tự do kinh doanh nó thoáng đi, thì là nhà nước sẽ theo dõi mệt. Tôi nói chuyện đó đâu có mệt gì đâu, nó chỉ giúp cho anh là tăng cường theo cái năng lực cạnh tranh, cái thái độ ứng xử, cái cách tổ chức sắp xếp công việc. Xưa nay, xin lỗi, chưa khoa học. Bây giờ anh phải cố gắng để là cải tiến tốt hơn, để xứng đoạn, xứng đáng, đáng là một cái vai trò đầu tàu. Và điều đó rất là tốt cho toàn bộ cái hệ thống của xã hội. Đến lúc là người dân và doanh nghiệp phải có những cái tiếng nói là nhất định của họ, đặc biệt các hiệp hội doanh nghiệp. Hiệp hội doanh nghiệp đúng ra là một cái tổ chức cực kỳ quan trọng để mà thể hiện được những cái bức xúc, những cái là tâm tư, những cái khó khăn, những cái trở ngại có thật. Thưa anh, là vừa rồi đó là Quốc hội á, có cái Ủy ban Kinh tế Quốc hội có xuất bản một cái tài liệu với cái nhan đề là đổi mới thể chế kinh tế, chìa khóa của tái cơ cấu. Như vậy á, thì cái luật doanh nghiệp của chúng ta đó có nằm trong cái phạm trù là đổi mới thể chế kinh tế không thưa anh? Cái này chính là một cái minh họa điển hình cho cái đổi mới thể chế kinh tế. Tôi nghĩ là nếu mà một cái khung có cái xe chúng ta mà nó mục nát, nó không an toàn, thì chúng ta phải mạnh dạn thay thành cái khung khác thôi. Và vẫn bảo đảm được cái sự là lãnh đạo, chỉ đạo nhất quán của nhà nước. Bằng những cái lĩnh vực mà đầu tư của nhà nước mà tư nhân không thể làm, không đủ vốn làm, không đủ năng lực làm, an ninh, quốc phòng, những cái dịch vụ công ích, vân vân. Hoặc là một vài cái lĩnh vực nào đó mà thật sự doanh nghiệp nhà nước có cái ưu thế lớn để có thể là cạnh tranh với cái khu doanh nghiệp mà dân doanh một cách bình đẳng, thì chúng ta vấn đề đó cũng thành vấn đề. Nhưng mà thật sự cái đó có phải là thế mạnh hay không, chứ vấn đề như vậy thôi. Vâng. Dựa trên những cái tiêu chí. Tôi thấy có một cái điều hiện nay chúng ta đang đàm phán để ký kết FTI Việt Nam EU, chúng ta đang đàm phán để ký kết TPP, nói chung là hiệp định thương mại tự do. Vâng, thì rõ ràng cái những đàm phán kỳ này không phải đàm phán vấn đề tự do thương mại không, mà trong đó những cái điều khoản trong đó nó nói đến cơ chế sản kinh doanh, chứ không phải là nó nói không về cái chuyện mà giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp buôn bán như thế nào, thuế má như thế nào, mà nó đang đàm phán cả cơ chế, phải đổi mới cơ chế trong quản lý kinh doanh. Mà cái này là cạnh tranh à. Cạnh tranh rất là kỹ trong các điểm đàm phán đó, mà giả sử mà chúng ta cứ bàn qua bàn lại hoài mà vẫn chưa ký được là bởi vì nó đụng tới cơ chế. Mà nếu mà chúng ta biết rằng với cái nền kinh tế chúng ta nó đang khó khăn thế này, và một phần kinh tế chúng ta lại có một cái lệ thuộc vào một cái nền kinh tế cận bên của chúng ta cũng khá thực sự mình không có phải là mình có cái chủ trương lệ thuộc đâu, nhưng mà tôi nghĩ là nó có tự phát. Nó có tự phát. Có thể tôi nói dài dòng xíu một xíu tự phát. Chẳng hạn như là thay vì anh nhập một cái máy này là 50.000 đô với một cái máy của châu Âu là 500.000 đô, thì sức của doanh nghiệp mình chỉ có được quyền có sức mua được cái 50.000 đô để về sản xuất thôi. Do đó ta mua Trung Quốc nó rẻ, nhưng mà dĩ nhiên rẻ thì ta làm hàng chất lượng nó thấp, rồi chúng ta chỉ bán vào cái thị trường thấp như là Trung Quốc thôi, như ta thôi, thì chúng ta không cắt đầu lên được. Mà chúng ta muốn mua một cái máy 500 thì chúng ta phải đổi mới cơ chế. Mà rõ ràng là khi chúng ta gia nhập TPP là một cái cơ hội để chúng ta đổi mới cơ chế và đổi mới sản xuất nữa. Chúng ta càng lúc chúng ta tách được cái kia và những cái thuận lợi trong TPP đem lại cho chúng ta thì tạo cho doanh nghiệp chúng ta, chẳng hạn như là hàng dệt may ra giày rồi chẳng hạn, nhiều cái hàng khác chúng ta sẽ được các cái chính sách thuế ưu đãi, thì rõ ràng là có lợi cho chúng ta. Nhưng mà như vậy kèm theo chúng ta phải đổi mới cơ chế. Do đó tôi rất đồng ý với cái chỗ mà thay đổi cơ chế là một tạo một cái điều kiện hiện nay để chúng ta phát triển lên. Cái cơ chế chính sách là một lợi thế cạnh tranh. Nếu cơ chế chính sách anh mà không tốt, mặc dù anh có lao động tốt, anh có tài nguyên tốt, mà cơ chế chính sách anh cũng không phải là một lợi thế cạnh tranh.